câu chuyện về người chú bán vé số và cô thiếu nữ xa cơ ăn chơi một thời, đã từng ăn chơi một thời, bây giờ sống chung với nhau. Đó, bữa trước thì tụi em đã gặp ở cặp đôi này, chú cháu này ở tại gầm cầu, thì hôm nay đi tìm mãi thì cái gầm cầu nó đã gặp nước, thì bây giờ đã chuyển qua một cái khu tròi lá như thế này. Hôm nay chúng ta cùng bước vào để tìm hiểu cái câu chuyện của tình cảm giữa chú và cháu hiện tại. Có phải hai người này đang yêu nhau hay không? Tại sao lại sống lang bạt đến như vậy? Tại sao cô gái này không có chịu về nhà? Người chú này đang mắc cái căn bệnh gì? Thì sau đây mời tất cả mọi người cùng xem đến cuối video. Và tiện đây thì Thanh Thứ Ba TV, kênh Thanh YouTube Thanh Thứ Ba TV đã trích được một số tiền để có thể là trao tới người chú này đang mắc căn bệnh, để có thể trang trải trong cuộc sống. Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên nhóm kênh trên nhóm của em. Thì ngày hôm nay thì hồi sáng tụi em gặp bé với chú đang ở ngoài gầm cầu đó, mọi người, nhưng mà tại vì là về tối hôm qua là nước nó ngập nước quá, đúng không chú? Cho nên ngày hôm nay là chú với bé chuyển ra khu này sống rồi mọi người. Đây, khu này là cái khu trời hoang nha mọi người. Cái trời hoang cũng là có cái cầu khỉ đây này. Nó xung quanh nhìn rất là hoang sơ. Sau đó đây sống. Thì chú ơi, thì ngày hôm nay thì tụi con cũng thấy cái hoàn cảnh chú khó khăn, mà hôm bữa là tụi con hẹn là nói là sẽ quay lại để mà giúp đỡ cho mình á. Đó, thì trong ngày luôn tụi con tới để mà giúp đỡ luôn. Thì ở đây cũng không có nhiều. Thì nãy chiều tụi con đi mua hộp với nhau thì có một chút bánh, chú cầm chút bánh với thêm là một ít tiền, có thể là cầm để mà lo cho, ý là không có nhiều. Tại vì tụi con cũng là cái quỹ từ thiện nó cũng nhỏ thôi, cho nên là chỉ giúp được một phần như vậy để mình... phải nói rõ là cái tiền này là quỹ của do anh em bên bọn con đóng góp, chứ không phải là của Mạnh Thường Quân nào hết. Không có Mạnh Thường Quân nào đóng góp hết nha chú. Quỹ của nhóm. Chú cảm ơn nhóm đã tới ủng hộ cho chú. Chúc tấm lòng này. Dạ. Nhận. Thì chú cầm cứ có gì cầm để mà mình giúp đỡ chồng bé, hai người từ ấy với nhau là được rồi. Hai người tự lo với nhau là được. Miễn sao mà mình gọi là một miếng cái đói bằng một gói cái no thôi. Thì mình chia sẻ là sao là bây giờ là mình rời ra đây ở thế này, cái dưới kia ngập nước thì sao? Ý là em về nói ra cái vấn đề rõ ràng để đôi khi người ta gắn lên sợ. Cái nước lên cái mấy con rắn nhỏ nó bò lên, thấy sợ quá nên nó ở không được, thì nói thôi vậy thì ra ngoài cái chòi, ở ngoài đây cũng có cái chòi mình ngồi chú đỡ đi. Khi nào không mưa gió thì vô trong nữa nằm. Ở tạm ngoài đây hả? Ừ, em sao không về với gia đình, là sao em cứ sao đi với gia đình mà mình cứ sống có rồi về anh có rồi về chứ. Em bỏ em lúc mới đẩy á. Em ở thế này không sợ người ta dị nghị à? Ai có vợ thân và con ở đâu như vậy? Thì bây giờ thì dưng một chú một bé ở giữa cái trời hoang như thế này, xung quanh này rất là hoang sơ nha mọi người. Vừa nước vừa đồ người ta đang mặc, mà đây không có người tới lui luôn á, mà sao mình ra đây sống được như thế này thì cũng thì không ai tới luôn ở được, chứ không đủ đi đâu cho ở. Giờ mình thấy ở đây mình thấy mình có thoải mái không, hay là sao mình có thể chia sẻ để cho tất cả mọi người, nhưng cũng như tụi anh biết được, tụi anh giúp đỡ là... sợ chứ hôm qua ngủ gắn nó bò nó cũng sợ, nó chạy đây thì nó mưa mà đỡ hơn, chổng vẫn gắn em sợ. Trời ơi, mưa mà rắn sao nói chuyện lại khóc vậy bé? Trời, anh cho tiền vậy thì em cũng đâu khóc luôn. Không sao, cái số tiền này tụi anh thì gọi là cái quỹ bọn anh nó cũng không có nhiều, cho nên số tiền này cũng là nhỏ thôi em ạ. Đối với chú về bé thì số tiền của mấy đứa đưa cho nó rất là lớn. Nên bé cảm động. Mưa quá nhộn cũng gắt luôn này, mưa thì ngồi chịu luôn chứ. Bé nó khóc rồi mọi người ơi. Thôi đến đi em ạ. Tụi anh tới đây giúp được gì tụi anh cũng cố gắng tạo điều kiện giúp tụi em. Trước kia tụi anh cũng đi giúp nhiều người nhà hoang có hoàn cảnh khó khăn rồi. Đó. Thì bây giờ cái mong muốn
cái mong muốn của chú với bé là như thế nào, cái mong muốn mà mình có thể thay đổi được hơn thì chú mong muốn như thế nào, thì chú cứ nói, yêu có thể nó nói ra cái yêu cầu của chú, đôi khi là trong cái tầm giúp đỡ được của tụi con giúp đỡ cho chú. Mong muốn của chú thì cũng được một cái chỗ ở che được mưa gió, đừng có ở qua ngày mưa gió cho con bé nữa. Ở nhiều lúc tuổi trẻ giờ chú già yếu nó hay bị bệnh, bé này phải có chỗ ở rồi người ta thấy như vậy tới lui người ta còn giới thiệu việc làm này kia được. Tức là mong muốn của chú là kiếm được một cái phòng trọ đúng không? Rồi phòng trọ hai người ở chung luôn hả? Bây giờ cái con bé này đó đâu có chỗ ở đâu. Bây giờ phải cho con bé ở chung chứ sao giờ. À vậy chú có sợ bất tiện hay là hàng xóm người ta dị nghị đâu? Không có gì đâu bất tiện dị nghị con. Tại vì bây giờ chú thì cũng ở độc thân mà. Giờ con bé này thì nhà nó gia đình nó bỏ mà bê nó hết rồi. Sợ người ta nói tuổi tác chú già mà đi gái trẻ. Giờ thời buổi giờ mà. Em sợ không có chỗ che nơ che nắng chứ không có sợ mình, ra nói mình khổ mà đâu phải giàu có rồi đâu. Không ý là tôi nói người đôi khi người hàng xóm người ngoài người ta nói người ta không sợ. Biết người ta nghĩ là sao là dắt dắt mình đã nghèo rồi mình còn dắt sống đàng hoàng cũng đâu có làm gì ai đâu. Tôi ở chỗ rồi ổng ở nghỉ đường mưa gió gì với phần ở gần cầu cũng hôi cho nên xịn đây. Hai người nương tựa với nhau là được rồi. Mưa cũng dột nhưng mưa dột đâu. Trời ơi, cái mưa này là hai người lắp làm tự làm đúng không ạ? Lắp tự gấp tự buộc lên đúng không? Mưa dắt cho một. Có giờ đi lụm với cái tấm này có lụm được nhiêu che lên nhiêu. Lụm đâu là che lên đây này mà người nhìn thấy thương lắm, ở đây thì nó bị mục nát, nó rất tà le. Nước thì nó dâng rồi. Nước nó dâng lên, nước nó bây giờ nó cạn rồi, nha mọi người. Sáng kiến ngủ ngồi luôn chứ làm gì giờ. Đây mà nước ngập đâu dám xuống đâu. Dạ. Ở trên đây luôn hả? Nè tôi thấy có cái cần câu nữa không ơi? À đây có cần câu hả? Ủa sao đó, sao tự nhiên đây có cần câu này? Dạ. Thỉnh thoảng thấy nước lên mà thấy có cá ăn bóng rồi lên câu. Câu rồi đem ra ngoài để coi bán ai được nhiêu hay nhiêu để sống, đổi lấy tiền sống. Vậy mới có tiền sinh sống không mày? Chứ tự nhiên đâu mà nếu như mà người các bạn thấy không? Người ta khó khăn nhưng mà người ta vẫn cố gắng vượt lên chính mình. Người ta vẫn làm lùng nó mọi người chứ không phải là người ta suốt ngày đi xin đăng đó mọi người nha. Chứ mọi người đừng có nhìn vẻ bề ngoài đánh giá con bé này nha mọi người. Đừng bao giờ khinh thường. Cũng nhìn bề ngoài mà nhiều khi dễ đâu có do tao sợ mình trộm cắp rồi gạt nhìn vậy. Em cũng không hàm xin nữa, tôi kiểu như là thôi thầm nhịn đói chứ xin mà kỹ nhìn ngó. Lúc thấy cũng xin không được hay kêu ở nhà đi để tôi lớn tuổi tôi đi xin về. Tới gần là ta sợ tránh ra. Kiếm tiền cho kiếm được miếng rau miếng cháo gì cũng về với lót dạ qua ngày. Chú lớn thì dễ xin hơn, còn bé nó còn trẻ trung nhìn người căng bóng như thế này, đôi khi tới xin người ta nói là sao mà mình đi làm đi đồ đó, khỏe mà nó đi làm. Tay làm tao không cho làm ngộ. Thôi em ạ, cứ nói chuyện bình tĩnh, không có gì đâu phải cảm động ở đây hết. Có nghĩa là tụi anh cũng hiểu được cái hoàn cảnh của em nhưng mà. Thế bình thường thì chú xin thì một ngày được khoảng bao nhiêu tiền? Thì cũng chừng trăm ngàn là hết mức. Trăm ngàn là hết mức hả? Không có khi mới cho tao cho ăn. Khi xin được cơm. Người ta cho cơm hộp về chia sẻ. Ta sợ mình xin tiền lợi dụng cái gì nói ra không ít cho cái tiền vậy. Người không cho tiền. Đúng rồi. Cơm rồi. Ăn hết thì bỏ cũng tội. Người cho vài ngàn về. Cho vậy đâu. Được cả trăm ngàn thôi. Không theo con nghĩ là cái việc xin tiền như vậy cũng không được lâu dài đâu. Dạ. Chỉ là cho chú được một bữa no qua ngày thôi. Theo con ấy chú nên đi tìm một cái việc nào đó mà làm. Ví dụ như chú làm hồ chứ không được ấy, đau lưng ấy thì chú đi bán vé số cũng được. Giờ cũng hiện có mà lưng cũng đi cũng không được nhiều. Sợ biết sao đi mình yếu mà mình đi ấy, bán vé số giờ tụi nó hay bị giật vé số. Mất vốn rồi lúc đó là không có tiền trả nợ nữa. Mà tại mấy bữa nay cũng đang có một cái vụ đang nổi trên mạng là cái cụ bà đi bán vé số bị giật mất 1.000 tờ nữa. Cũng ghê khó khăn ấy. Mới ngày hôm nay này ghê lên báo luôn mà báo thanh niên luôn đấy. Trời ơi, người ta đang nghèo khó khăn về đồng còn giật 1.000 tờ vé số. Giật 1.000 tờ vé số rồi người ta lấy tiền lại đâu ra, người ta lấy tiền gốc đâu ra. Giật mấy người trẻ không giật mà giật mấy người già không à. Thì đó tại vì người già nó mới dễ giật được.
Chừng giật người trẻ là người ta bắt được rồi sao? Khổ lắm. Điều được cái là ở đây nó cũng mát mẻ không? Nhưng mà mình cái sinh hoạt ở đây hay là chú với bé ở đây sinh hoạt nó có khó khăn lắm không? Hay là tắm rửa hay là ăn uống đồ? Thì hai bữa cái phần đó là khó khăn, ở đây có khó khăn. Được cái là ở ngoài đầu nó có cái chỗ nhà vệ sinh. Thì cái con bé này nó tới nó tắm nó thoải mái. Còn đi vệ sinh thì ở đây cái đầu. Anh sợ là ví dụ em đang còn trẻ như thế này thì đôi khi ví dụ là lúc mà chú đi ra ngoài rồi thanh niên rồi đi qua lăm le rồi á, sợ là sợ vậy thôi. Nhưng mà chú cho con hỏi vui một câu nhá. Ở chung vậy lâu ngày thì có nảy sinh tình cảm thật không? Tình cảm hay không thì cái vấn đề đó thì để cái con bé này nó À bé chịu không hả? À vậy là chú đang đợi bé này mở lời thế đúng không? Sao em kia? Em thấy sao? Tại chú biết sao không? Tại vì mấy bữa nay anh em bên con cũng làm một vài cái chủ đề kết nối xe duyên ấy, cũng ghép đôi được mấy cô chú. Tiện nay thì ra đây quay cái hoàn cảnh mà gặp được cái hoàn cảnh như của chú thế này, nếu mà muốn xe duyên kết nối thì bọn con kết nối luôn cho. Bé thấy sao? Bé thấy con thấy chú sao? Thấy người tốt không? Chú tốt mới lo em, chứ nghĩ là giờ sẽ không ổng lo thêm nữa. Thôi là em muốn có chỗ đó rồi em tính tiếp chứ. Nhưng mà em có thương chú không? Thương mới thương chứ. Thì sợ lo thêm không? Thì bình thường ở thế này thì chú cũng lo cho em mà. Đúng rồi. Hai bé cũng đàng hoàng mọi người. Bé cũng đàng hoàng mà chú cũng đàng hoàng, nên là cũng hai người cũng không dám đến với nhau. Sợ hai bên thiệt thòi. Rồi lỡ biết nó có ở có chỗ chung, ở tại chỗ chung không phải ở riêng rồi xong rồi nặng u hứ thôi là anh là ổn rồi tính tiếp. Chứ giờ thì chung chứ mốt lỡ trong ở cho em ở em có chịu em có đi thôi rồi công tình cảm. Lúc đó sâu vô nữa khó không. Tội nghiệp ổng, không đi cũng được. Rồi bây giờ cái tương lai sao? Em nói chuyện cái tương lai trước một phần đi thử tụi anh nghe xem. Tính sao? Thế là tương lai là sau này không lẽ mình ở nào? Không em với mong chú là tính cho làm gì đó, xong muốn căn nhà gì đó rồi cho có chỗ thêm mua cho nắng chứ không ở làm cậu thôi chứ ngày nữa chi không nổi. Là hai người tính sống với nhau cả đời vậy luôn hay sao? Đâu ai nói trước đâu, anh ba mẹ còn bỏ em nói gì cả đời, nhưng mà còn ý là anh hỏi là đang mong muốn đi sống chung với nhau không hay là thì cũng được rồi đổ nếu được thì ai cũng muốn mình sống nương tựa lẫn nhau đúng không, giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Cái bé này mà bỏ đi từ bữa giờ thì dì với dượng có gọi điện hỏi han gì không? Sống em đi được là mừng. À vậy là đuổi đi hả? Đuổi em đi hả? Kiểu như bắt cái em cho bà chủ bả bị vậy thôi, không ai hỏi gọi cũng mất máy rồi. Với trách nhiệm phải của ông bả đâu, mình buông vậy. Thương lắm mọi người ơi, xung quanh ở đây rất là hoang vu. Người thân đâu mà không có để ý giùm nó. Thấy thương. Thương đâu có để đi lung tung được. Gặp thêm về hoàn cảnh của chú nữa ha. Hai người là khó khăn là phải là nương tựa vào nhau nữa. Nhưng mà thôi, đôi khi lỡ tắt đường tối đèn có nhau. Không, bị gặp cái gì đâu ốm rồi mình còn có người mà chung non chăm sóc được, là một mình mới rồi đâu ốm mình không ai giúp đỡ cho mình đâu. Mà chú bây giờ cái lưng chú nó đỡ hơn chưa? Chung là nó gió mà trời sao đỡ. Càng dài lạnh là nó càng ít nhau. Nhất hả? Cái này người ta uống cái gì mà châm cứu hả? Tôi nghe cái gì mà có cái uống cái gì cao hộ cốt là bắt đầu nó sung sức. Mạnh gân cường cốt đấy á. Cao hộ cốt, đúng rồi cao hộ cốt. Mấy cái đó uống tiền đâu mà uống mấy cậu ơi. Châm cứu ý là mình nói vậy thôi. Thế chú ở dưới quê có ruộng đất vườn trà gì không? Chú coi như là bị bỏ rồi, coi như là đi ra hai bàn tay trắng mà. Vừa bỏ hả? Đâu có còn cái gì nữa. Trời ơi. Con cái cũng bỏ hết hả? Con cái nó lớn rồi, nó nghe lời mẹ nó hát hủi chú à. Trời ơi. Chú có tiền gỡ, có tiền gì đây.
hai người sống hoàn cảnh khó khăn, nương tựa với nhau như này. Rồi cô giáo hỏi ở đây trời mưa thì sao? Trời mưa thì có gì lọt cái này xuống, nếu tạt quá thì mình lấy cái tấm này mình che, ngồi xuống mình che. Rồi rồi, là hai người ôm ấp nhau che vậy. Nói sao giờ? Ngồi trên ghế ngủ luôn chứ cái này ướt sao? Trời ơi trời. Ống nhuồn chứ không? Ừ. Không rồi con thấy ra cái trò này ở còn đỡ hơn cái gầm cầu kia đây. Nó mát hơn đúng không? Thoáng hơn. Nó đỡ chứ nhưng mà cũng khổ lắm, mưa gió nó tắt một cái cũng ớn lắm. Thôi bây giờ đỡ buồn thì chú có biết hát không? Chú hát tặng tụi con một bài đi chứ. Coi như là cô bác cho khán giả có tài năng gì không chứ. Chú đỡ buồn thì đã thay đổi không khí, giờ hơi buồn nữa. Giờ hơi buồn quá, đang bé là cái nói chuyện mà các bác cứ khóc vào mọi người. Thì cũng thấy thương thì thương nhưng mà đôi khi câu chuyện mình cũng muốn dựng dắt thêm một cái hướng đi nó vui vẻ lạc quan hơn. Nhưng mà tự gì biết sao không? Cái cảm xúc trong người không có ca nổi. Không muốn ca, thời gian trong tâm trạng nó buồn quá. Ca cũng không nổi ca nổi. Chị Thanh quá đau lòng. Hai người hiền khô. Hai người hiền khô. Hai người rất là hiền nha, có nghĩa họ gì cũng nói, họ gì cũng trả lời mọi người. Nhưng chỉ một cái là sống ở hoang vu, ở trong cái chỗ rừng hoang như thế này, nước đục như thế này thì lỡ đâu mà có chuyện gì rồi biết đường nào mà chạy, hơi mưa gió bão bùng rồi thì ở sao khổ thân thôi chứ. Em dễ gì nói, bữa không gặp có nói đâu, tại nay mấy anh hơi lại vậy. Nó coi lại mới nói đúng không? Còn bữa trước Tuấn hỏi cũng đâu có nói gì đâu đúng không? Nhưng mà hôm nay là anh em mình đi là đúng lúc tâm trạng bé nó dâng trào á, mình nó mới trả lời á. Chứ không anh em mình đâu mà dễ gì mà hỏi được. Vui được chút đỉnh chứ bữa buồn lắm. Bữa buồn hả? Sao buồn chú? Bữa buồn lắm, không nói chuyện được nhiều đâu. Mấy anh tới thấy vậy chứ thấy không? Bữa lúc trước tới thấy không? Mặt đơ khờ khờ á. Tâm trạng mới bị á, nên nó còn sốc á, nên nó không có giao tiếp với ai á. Bây giờ nó đỡ rồi đó. Rồi. Cũng ăn ngủ dữ lắm rồi. Đó, thì bây giờ con mẹ này giờ thì tụi con ghé thăm người túi bánh trái, thấy tình hình mà có gì khả thi thay đổi hơn á thì tụi con sẽ ghé lại, tụi con hỗ trợ thêm cho. Thì lát nữa kết thúc video rồi có gì có số điện thoại của con có gì gọi tụi con. Chú cũng cảm ơn tụi con. Thì nhân đây qua chương trình này thì nếu như ai có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, ai gặp chuyện bất bình, ai có vợ bỏ, chồng con bỏ, con rơi thất lạc, muốn liên hệ để tìm con cái một cách dễ dàng nhanh hơn, có thể liên hệ qua nhóm bọn em với số điện thoại hotline trên màn hình. Ai mà muốn kết nối xe duyên, muốn tìm được một nửa yêu thương có thể là liên hệ với chúng em để tụi em cùng kết đôi luôn nha mọi người. Đó, thì bên em sẽ giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Rồi ok, thì bây giờ anh em mình sẽ dời ra ngoài kia, tụi con xin phép tụi con đi ra hướng kia để tụi con ấy đã chưa tay nó khô chứ bây giờ tụi anh còn đi